Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Tài, năm nay mình 34 tuổi, đang là nhân viên văn phòng của một công ty về phần mềm. Quê mình ở đâu? Quê ở Sài Gòn. Quê ở Sài Gòn, nhỏ lớn sinh ra lớn lên Sài Gòn luôn. Nhà Từ Vũ. Hả? Sinh ra Từ Vũ. Hay. Rồi, xin mời họ nhà gái. Một cô gái ngồi ở ghế màu đỏ. Em xin được chào anh Hứa Minh Đạt, chào chị Cát Tường, chào hai anh cùng chơi bên cạnh cũng như chào toàn thể khán giả. Em tên là Đỗ Thị Nga, 31 tuổi và em đến từ Nam Định. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội ạ. Là em ở Hà Nội hả? Vâng, em ở Hà Nội ạ. Bay vào đây sao quay chương trình? Quay xong chương trình xong là em cũng phải trở ra Hà Nội luôn. Chưa gì em đã đòi bay đi rồi em ơi. Nhiều khi em quay xong chương trình em ở lại luôn cũng có. Dạ chị ơi, tại vì em có cái lịch gấp, nhưng mà nếu như mà anh ấy gấp hơn thì em có thể ở lại. Anh ấy gấp hơn thì em có thể ở lại. Anh ấy lại gấp hơn nữa nha. Em có ngại yêu xa không? Trước giờ thì chưa có yêu xa bao giờ nên cũng không biết cái cảm giác nó như thế nào. Giả tỷ như bữa nay mà hai người bấm nút chọn nhau đó, em có sẵn sàng bay ra đưa cổ về không? Thí dụ thôi. Nếu mà cái tình cảm của hai bên nó chín tới thì chính điều tới đó cũng có thể xảy ra. Em cũng biết là anh Tài hay ở nhà chơi game thì cái khả năng di chuyển và thay đổi của mình có tốt không anh? Anh có dám quen một cô gái Hà Nội với khoảng cách hơi xa để mình có thể đi lại không ạ? Hiện tại thì công việc anh ổn định, nếu anh bỏ cái việc chơi game thì anh có thể di chuyển hoặc làm một cái việc khác. Em thì không có ngại việc yêu xa. Yêu thì nó không phải một sớm một chiều, nó là một cái chặng đường dài, điều gì cũng có thể thay đổi hết. Cũng có thể là thời gian sau em có thể bay ra với bạn Nga ở ngoài Hà Nội. Mà cũng có thể là Nga thấy sao em? Em cũng không quan trọng hóa việc yêu xa thì được nhưng ở xa với nhau thì không được nha. Đúng. Phải là ở gần. Chị cũng đồng quan điểm như em, vợ chồng đặc biệt là vợ chồng son phải ở vợ đâu chồng đó. Đúng có rồi. Nghèo có khổ gì cũng là phải ở với nhau. Đồng ý, đồng ý, cô này hay nha. Em nghĩ sao về làm dâu? Em cũng không ngại khoản làm dâu ạ, tại vì tư tưởng của em thì bố mẹ chồng hay bố mẹ mình không có sự phân biệt. Bố mẹ nào cũng là bố mẹ hết. Em cũng không phải là người đoảng nữ không ra tránh, cho nên em cũng không lo việc đó. Nãy chị nghe anh Tài nói biết đâu một lúc nào đó thì anh sẽ bay ra Hà Nội anh ở với em. Nhưng mà chị hỏi cái phép ngược lại, nếu em lấy chồng thì em có sẵn sàng xa xứ để theo chồng không? Từ đó em lập nghiệp em đã xa gia đình rồi. Em có định hướng là sẽ di chuyển khá là nhiều, miễn sao phù hợp với công việc và sau này. Nhưng mà cái công việc của em mình hiện tại, em nói em làm spa đó thì nó đang ổn định ở Hà Nội rồi mà. Em hoàn toàn có thể mở thêm chi nhánh ạ. Nếu như có gia đình trong này thì em sẽ tập trung chi nhánh trong này nhiều hơn để cho em gái em tiếp quản trong kia. Rất là đơn giản ạ. Em tên là Trần Thị Thanh Xuân. Năm nay em 30 tuổi, hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng. Quê Thanh Xuân ở đâu? Dạ hiện tại em ở thành phố Hồ Chí Minh cũng lâu lắm rồi chị. Nói cho em biết nha Thanh Xuân, em giới thiệu mà bên đó, nhưng bên đây có một người hơi tay chân hơi quíu quíu. Một người cũng ngồi cùng cái chiếc ghế màu đỏ với em. Có gì đâu lấy tay để che lên ngực, rớt tim ra ngoài hay gì. Đúng. Rồi giới thiệu đi cưng. Em tên Chống là xem chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Chắc đây đi xem phim với bạn nữ mới về chứ. Đi xem phim với bạn nữ mới về. Đúng. Wow. Ví dụ như đặt một cái sự chọn, em có đồng ý về Đồng Tháp không? Ví dụ như anh đang đi một mình, anh chỉ lo cho gia đình và một bé trai của anh thôi. Nhưng mà nếu em về Đồng Tháp của anh thì anh lại thêm một gánh nặng trên vai. Em không muốn như vậy và em muốn có sự chia sẻ cả hai. Anh có thể anh chọn cái cuộc sống và cái công việc ổn định của anh. Em có thể cuộc sống và ổn định công việc của em. Nhưng cả hai cùng cho nhau một điểm đi là được. Không nên quá vội vàng. Dạ, đúng để rồi. Mà đưa ra cái đúc kết. Tại vì mình còn phải tìm hiểu nhau nữa. Chứ còn thí dụ như mình đã yêu nhau đi, rồi 5-3 bữa, nửa tháng hay là 6 tháng, 1 năm. Dạ. Tự nhiên khi tình yêu nó đủ lớn, các bạn sẽ tự biết các bạn sẽ ở đâu. Dạ. Ở đâu nó phụ thuộc, nó tốt nhất cho cái cuộc sống của các bạn. Dạ, cho con cái của các bạn là các bạn sẽ ở. Còn bây giờ mình mới gặp nhau ngày đầu tiên mà mình đã chưa gì mình đã muốn là bạn phải dạy dạy ở với tôi hay tôi phải giờ ở với bạn là các bạn chưa đủ kinh nghiệm sống. Đó là chị Tường nói thẳng. Đừng đặt đối phương và đừng bắt đối phương trả lời những câu hỏi khi nó chưa có sự bắt đầu. Quan trọng bây giờ là chúng ta hãy đo cảm xúc của mình ngay hiện tại giờ phút này. Em tên là Phạm Văn Phúc, 30 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống ở Bình Dương. Em tên là Trần Thị Phương Quỳnh, năm nay em 29 tuổi. Em hiện tại đang sinh sống và làm việc tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Em tên Nguyễn Xuân Tùng.
Em sinh ra và lớn lên ở Bình Dương, gốc thì ở Thanh Hóa. Rồi hiện giờ đang làm việc ở đâu? Dạ ở Thủ Dầu Một, Bình Dương chị. À, bữa nay hai chàng trai đều ở Bình Dương hết. Em là Phan Thị Yến, năm nay 30 tuổi, em đến từ Thanh Hóa. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại quận Gò Vấp. Công việc chính của em là làm điều dưỡng. Mà bệnh viện gì? Dạ, bệnh viện Gò Vấp luôn. Y tá. Dạ. Điều dưỡng thì cô y tá là xinh đẹp nha. Có một cái cảm giác hình như là... Sao? Tùng có cảm giác gì Tùng? Không biết là có phải bằng Yến này hay không? Là quen hả? Tại vì em có kết bạn với một bạn tên là Phan Yến, cũng làm bệnh viện Nhi ở Gò Vấp. Ồ, Phan Yến bệnh viện Nhi Gò Vấp, còn này là Phan Thị Yến, cũng có thể là Phan Yến đó. Hai bạn nữ ở thành phố Hồ Chí Minh, hai bạn trai ở Bình Dương, yêu xa. Quan điểm của em về việc yêu xa như thế nào? Thực sự thì ở khu vực miền Nam thì đội viên là không cảm giác là xa được. Người ta có nói một câu là xa không lỡ lòng người, chứ không phải ở khoảng cách. Tình yêu nó cũng giống như là một cái cây vậy đó. Tuy là ở xa nhưng mình vẫn phải chăm sóc, mình phải tưới nước thì mình mới gặt hái được trái ngọt. Mỹ, trước đây em cũng đã từng quen anh ở trên Facebook đó. Em cũng đã từng nghĩ đến cái vấn đề này. Đã biết, em đã suy nghĩ tới vấn đề đó rồi. Rồi, có phải vì vậy mà em không muốn trả lời không? Vì thấy xa quá đúng không? Dạ, cũng một phần ạ. Khoảng cách xa tại vì thời gian mà tìm hiểu nhau rất là ít. Đến khi mà hai người cùng quyết định, ví dụ về chung một nhà, hai người ở hai nơi công việc nó rất là cũng xa. Em nghĩ thì không có vấn đề gì cả. Tại vì em ở Thủ Dầu Một, xuống Gò Vấp rất là gần. Ừ. Có mười mấy cây thôi. Đúng rồi. Lúc trước bạn em cũng ở Gò Vấp, đường Lê Đức Thọ. Ngày cái thời mà lúc mà em còn sinh viên thì hay đi lên đi xuống hoài, chơi với bạn hoài. Bên nội em cũng ở Sài Gòn. Công việc em là giáo viên, em dạy buổi sáng, buổi trưa em đi chở học sinh, buổi chiều em dạy thêm. Em nghĩ là cái người đầu đất nước với cuối đất nước, người ta còn đến được với nhau nếu mà thực sự tình yêu đủ lớn. Rồi nửa vòng trái đất ta còn yêu được mà. Còn bản thân em thì nếu mà mình là một người đàn ông thì để cho bạn gái mình khỏi phải lo vấn đề đó thì em sẽ chủ động đi xuống nhiều lần cũng được. Bột giặt Jones 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1. Giờ tôi chẳng cần mua bột giặt kém nước xả vải nữa.